Thưa quý vị, thưa các bạn, hòa trong không khí sôi nổi ngày hội tòng quân vào sáng ngày 6 tháng 2, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Thạch Thành đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể huyện, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị nhận quân, lãnh đạo các xã thị trấn và đông đủ các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo chỉ tiêu được giao, trong năm 2023, huyện Thạch Thành có 223 thanh niên ưu tú, có đủ sức khỏe và trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, tư tưởng chính trị vững vàng, lên đường nhập ngũ. Trong đó, quân sự là 205 thanh niên, công an là 18 thanh niên. Các thanh niên sẽ được biên chế ở các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Trường Quân sự Quân đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân, Đoàn Nghi lễ Bộ Tổng Tham mưu và Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Đàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thực hiện nghi lễ đốt đuốc, thắp lên ngọn lửa truyền thống. Tiếp đó, tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nổi lên hồi trống tòng quân. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nêu rõ. Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023. Hôm nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thành long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, bàn giao 223 thanh niên ưu tú của huyện nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên nói chung và thanh niên huyện Thạch Thành nói riêng luôn là lực lượng xung kích đi đầu, là nguồn lực có vai trò quyết định mọi thắng lợi, tiếp bước truyền thống quê hương chiến khu Ngọc Trào anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hàng ngàn thanh niên các dân tộc trong huyện đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay toàn huyện với sự hy sinh anh dũng của 1.759 liệt sĩ, 881 thương binh, 6 chiến sĩ được phong tặng, truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 5.000 chiến sĩ được nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại. Với những cống hiến hy sinh và những thành tích trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, huyện ta rất vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa các tân binh thân mến, đất nước ta đang sống trong hòa bình, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc,
với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của dân tộc. Trong giờ phút trang trọng, ấm tình quê hương hôm nay, tôi mong các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang của huyện nhà, truyền thống chiến khu Ngọc Trạo và thành tích của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp bước truyền thống đó, tuổi trẻ huyện nhà trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và công an giao cho. Các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, công an, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thạch Thành, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới, vạn sự như ý cát tường. Xin trân trọng cảm ơn. Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 223 sổ tiết kiệm, trị giá 1 triệu đồng trên một sổ, nhằm động viên các tân binh tích cực rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.